ngày 25 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Nhâm Dần, tại tổ đình Nho Lâm, tỉnh Hưng Yên, nơi chốn tổ xuất thân của cố trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tứ, sơn môn pháp phái và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 11 năm ngày trưởng lão hòa thượng viên tịch. Lễ húy kỵ cũng được môn đồ đệ tử tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình vào chiều cùng ngày. Quang Lâm chứng minh có trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, phó pháp chủ hội đồng chứng minh, hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự, chư vị phó chủ tịch hội đồng trị sự, chư tôn đức ban thường trực hội đồng trị sự văn phòng 1 và 2 trung ương. Tại bảo tháp Thọ Lâm, chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường giác linh tưởng niệm ngày trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tứ viên tịch, mặc niệm tri ân công đức sâu dày của ngài đã dành cho đạo pháp và dân tộc, nhất tâm cầu nguyện giác linh ngài được cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Theo đó, chư tôn đức cùng nhiễu tháp và phát nguyện kế thừa sứ mệnh to lớn của ngài, tiếp tục xây dựng quê hương phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm ổn định trong lòng dân tộc. Ngưỡng nguyện giác linh trưởng lão hòa thượng nơi thế giới vô trung bất diệt, từ bi chứng minh và gia hộ. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, thế danh Trần Văn Long, sinh năm 1927 tại thôn Miêu Nha, xã Sông Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình nông dân nghèo. Năm lên 12 tuổi, ngài được ni trưởng Thích Đàm Ân cho đến thụ giáo hòa thượng Thích Thanh Hồ, trụ trì chùa Đống Long, tỉnh Hưng Yên. Với đạo hạnh và trí tuệ thông minh sẵn có, ngài cũng được thọ giới sa di năm 1937 và tỳ kheo năm 1947 tại chốn tổ này. Cuộc đời và đạo nghiệp của trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tứ luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, góp phần vào phong trào chấn hưng Phật giáo, mở ra những trang sử vàng cho Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, ngài luôn chú trọng và đặt nhiều tâm huyết trong công tác giáo dục Phật giáo, đào tạo tăng tài, tiếp dẫn hậu lai bằng việc thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Đối với đời, trưởng lão hòa thượng luôn trọn vẹn trách nhiệm vận động tín đồ Phật tử tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp trí tuệ và sức lực để xây dựng phát triển đất nước từ nhiều chức vụ mà đảng và nhân dân tin cậy giao phó. Điều đó được chứng minh bằng nhiều huân chương, bằng khen cao quý được nhà nước trao tặng để tôn vinh những đóng góp của ngài. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài đã có nhiều đóng góp to lớn cho những thành tựu Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài trở thành cầu nối giữa đạo với đời, giữa Phật giáo miền Bắc, với Phật giáo miền Trung và Phật giáo miền Nam. Sinh thời, trưởng lão hòa thượng được suy tôn lên thành viên Hội đồng Chứng minh, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Đức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, khóa 12, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Viện chủ Tùng Lâm Chùa Quán Sứ, chùa Châu Long, chùa Thọ Cầu, thành phố Hà Nội, tổ đình chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, tổ đình chùa Nho Lâm, chùa Bình Triều, tỉnh Hưng Yên. Ngài an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 26 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày 2 tháng 11 năm Tân Mão, trụ thế 85 tuổi, gần 80 năm tu sống trong cảnh thiền môn, tham gia hoạt động cách mạng, lãnh đạo phong trào Phật giáo. Trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam qua nhiều thế hệ, thì trưởng lão hòa thượng là biểu tượng của tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc không ngừng nghỉ, là tấm gương sáng ngời cho hàng hậu học bậc chân tu khả kính và giới tinh nghiêm. Chiều cùng ngày, chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình, nơi trưởng lão hòa thượng từng đặt đá xây dựng và trụ trì, cũng trang nghiêm tổ chức tưởng niệm và tri ân công đức của ngài. Theo đó, chư tôn giáo phẩm hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo Phật tử đã hiện diện tại chùa Bái Đính để dâng hương tưởng niệm cố trưởng lão hòa thượng, tụng kinh cúng dường giác linh và cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.